Vậy là mình lại là kẻ đến muộn. Mình lại thất bại. Lại thất bại dưới tay một cô gái có tên là Nhị Hà. Ông trời ơi, sao ông lại đối xử với tôi quá cay nghiệt như vậy? Sao bao nhiêu năm chờ đợi khắc khoải, tôi một lần nữa lại thất bại. Tôi đã gây nên nỗi lầm gì đây? Chị, em dọn hàng vô hết rồi đó, bây giờ em về nha. Tình yêu 20 năm khắc khoải đợi chờ, 20 năm sống trong những hy vọng, tất cả bây giờ đã tan biến như những ảo ảnh trước mắt mình. Lý trí cam chịu, nhưng sao trái tim của mình lại đau đớn, lại xót xa. Thank you.